Điều quán cứ mở ra không mở gì. Nhìn đây là biết này. Đấy, nhìn chưa? Hút hết cả nước cái này. Đấy. Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Trong series hôm nay ăn gì thì mình đã nhận được một thử thách review quán bún ngăn nhàn ở Hà Nội nha mọi người. Quán này thì rất là nổi tiếng. Thứ nhất là bởi vì bún rất là ngon, tất nhiên là ngon thì mới nổi tiếng đúng không mọi người. Thứ hai đó chính là quán này nổi tiếng có một cô chủ quán khá là nóng tính, tức là cô ấy hay chửi, và quán này mang tiếng là quán bún ngan chửi, quán bún chửi nha mọi người. Tất nhiên mình đến đây để thưởng thức món ăn ngon chứ không phải đến đây để nghe chửi nha mọi người. Và thực hư như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Trong series này thì mình sẽ thử hai quán nổi tiếng nhất, đó chính là một là quán bún ngan nhàn và hai là quán bún chửi Ngô Sĩ Liên. Đầu tiên cứ phải thử bún ngan nhàn đã nha mọi người. Let's go. Quán rất là đông mọi người ơi, mọi người có thể thấy sau lưng mình đây này. Xếp hàng đông lắm và mình cũng chưa thấy ai mắng chửi cái gì cả. Mình đã cho một anh team mình vào để order đồ ăn cũng như là nước uống rồi. Bọn mình gọi là 4 bát bún đùi và 1 bát lườn. Tiếp theo đó sẽ có là 6 cốc sen nhãn nước dừa nha mọi người. Đợi một chút thì chúng ta sẽ thử nhé. Muốn ăn ngon là cứ phải đợi. Phải đợi khoảng tầm 15 đến 20 phút thì bắt đầu mới có bàn nha mọi người. Vào đây thì cũng phải đợi đã, bởi vì là khách đông lắm mọi người ơi. Thì mình cho một bạn thuộc team mình xếp hàng, chứ còn mình xếp hàng vào nếu như mà lỡ ai nhận ra mình ấy thì cũng sẽ, mình sợ là không khách quan ấy. Cho nên là mình cho một bạn nhân viên team mình xếp hàng thôi, chứ không phải là mình sợ cái gì đâu. Bởi vì đến đây thì mình thấy rằng là cô ấy rất chăm chú để làm, chứ không có chuyện là chửi hay là cái gì đâu mọi người ơi. Đây mọi người có thể thấy đấy, cứ cắt đều đều thoăn thoắt tay như thế chứ đâu có nghỉ ngơi chút nào để mà chửi khách được đâu. Cho nên mình thấy rằng là đấy, mỗi người sẽ có một cái trải nghiệm khác nhau đấy mọi người ạ. Quả quẩy ở đây siêu to khổng lồ mọi người ơi. Bọn mình đã gọi đổi nước 2-3 lần rồi. Đấy, nhắc đi nhắc lại, bởi vì là khách khá là đông, sợ chị quên ấy. Tức là chị nhân viên ấy nha. Nhưng mà cũng không có sự cáu gắt nào đâu. Chị rất là vui vẻ, niềm nở mọi người ơi. Cho nên là mình cũng không biết là đến đây gọi là quán bún chửi là chửi như thế nào. Mình đến đây là mình bịt khẩu trang và mình ngồi ở đây là ngồi trong góc luôn nha mọi người. Quay mặt lại cho nên bà chủ chắc chắn không biết mình là ai luôn ý. Cho nên là không có sự phân biệt hay là sự đặc cách nào ở đây đâu. Đây là món sen nhãn nước dừa, bọn mình đã gọi tổng cộng là 6 cốc thì có giá là 150.000, hai bát quẩy mỗi bát 10.000 nha mọi người. Bây giờ mình sẽ thử nhá. Nước dừa ngọt khá là thanh, quả nhãn ấy thì làm rất là tươi. Bên cạnh đấy ở phía bên trong ấy sẽ bọc sen, ăn rất là bùi. Ui, mình thích cái nước này mọi người. Trong bát ấy thì mình thấy rằng có măng này, đấy, có tiết này, có ngan này. Ô, cái phần của mình thì có, vẫn có mọc nha mọi người. Mọc đây, mọc đây. Mọc ở đây thì không theo cái kiểu tròn tròn đâu, mà mọc ở đây sẽ kiểu, tức là mình nghĩ rằng là người ta cũng không viên lại, mà người ta sẽ lấy cái thìa gạt vào luôn ấy, cho nên nó cũng không có hình dạng cụ thể đâu. Đấy. Nào bây giờ mình sẽ thử nhá, trộn đều lên cái đã nào. Thử cái nước dùng này. Nước dùng này mọi người thấy này, rất là trong luôn. Cái nước dùng ở đây nó đậm đấy. Đậm nha mọi người. Không phải kiểu quá thanh hay là nhạt đâu, không phải đâu. Cái nước dùng nó sẽ đậm. Thậm chí đối với những người ăn nhạt ấy thì sẽ cảm thấy rằng nó hơi mặn một chút xíu. Cái này nó sẽ là tùy khẩu vị từng người nha mọi người. Tất nhiên thì mình không phải là chuyên gia về thực phẩm hay mình không phải là bếp trưởng, mà đây là mình đánh giá dựa theo cái khẩu vị của mình và cả team mình thôi. À, bây giờ mình sẽ thử nhá. Cá nhân mình thấy thì là nó hơi đậm, cho thêm ít giấm đi, giấm tỏi đi để cho nó cân bằng vị một chút xíu. Người miếng ngan. Ngan ở đây thì theo như một anh team mình nói rằng là xử lý rất là tốt. Bởi vì thường ngan nó sẽ có một cái mùi kiểu hăng hăng, kiểu giống như vịt ấy mọi người ơi. Nếu như xử lý không khéo là cái mùi này nó rất là nồng. Nhưng mà cái ngan ở đây thì rất là thơm. Và cái nước dùng đặc biệt ấy là bởi vì người ta sẽ hầm từ xương kèm với cả cái măng khô, cho nên nó sẽ có một cái vị vừa đậm vừa hơi ngọt nhẹ. Ngọt rất nhẹ thôi, ở trên đầu lưỡi nó là một cái vị măng tổng hòa trong miệng ấy. Không phải là cái kiểu vị ngọt của mì chính đâu. Là miếng măng ấy. Măng hầm rất là vừa nhé, không bị mềm quá. Ăn vẫn giữ lại cái độ giòn nhưng mà vẫn rất là chắc. Thử miếng mọc nhé. Mọc thì mình thấy rằng cái kết cấu mọc nó hơi rời rạc. Mọc ở đây không phải kiểu thịt xay nhuyễn ra như giò, mà là mọc kiểu mọc thịt băm. Đấy, băm. Và bên cạnh nó sẽ trộn cùng với cả là mộc nhĩ. Đấy, để ăn được. Tiết này. Ôi, miếng tiết mềm lắm, cắn vào một cái nó mềm mà nó tan trong miệng như là miếng thạch ấy. Ngan ở đây người ta chế biến rất là tốt, tức là cái thịt ngan mềm, cái da cũng mềm nhưng mà nó lại không bị nát cơ. Đấy, thế mới hay nha mọi người, chờ đợi khá là xứng đáng đấy.
nhìn đây là biết này. Đấy, nhìn chưa? Húp hết cả nước cái này. Đấy. Bây giờ mình hỏi nhá, anh chấm món này mấy điểm? Nếu mà như khẩu vị Bắc của anh thì chấm cũng được 8,5 đến 9 điểm. 8,5. Nước uống thì sao, anh thấy có ngon không? Nước uống nếu mà thanh thanh như này thì chắc là anh cũng phải tỉn được 4-5 cốc. À, anh Phước thì sao? Anh Phước là người Vinh nha mọi người. Theo mình thì chấm được khoảng 8,5 điểm. Nước uống có hợp khẩu vị không anh? Uống thanh ngọt nhẹ vừa. Đấy mọi người thấy không, toàn 8 điểm rưỡi. Chị Thương cho mấy điểm? 9 điểm vì chị Thương thích nước uống ở đây mọi người ơi. Kiểu nó ngọt ngọt thanh thanh đúng kiểu vui chị Thương ấy. Thứ nhất là ngon, mà thứ hai nữa là mình đến đây không hề thấy bị chửi mọi người. Mình không hiểu sao mọi người bảo là bún ngăn chửi. Chúng ta không thể nào chấp nhận cái kiểu là phải đến Hà Nội là phải trải nghiệm cái văn hóa chửi, không phải. Đấy, khi người ta ăn ngon người ta còn muốn được phục vụ tốt nữa. Đấy là cái quan điểm của cá nhân mình. Và càng ngày càng phát triển, càng ngày càng phải văn minh hơn nữa. Đã ăn ngon rồi còn được phục vụ tốt thì tội gì chúng ta không ủng hộ, đúng không mọi người? Từ nãy đến giờ mình ngồi đây là còn chưa thấy chị to tiếng đối với cả nhân viên, chứ chưa nói gì đến chuyện là to tiếng đối với khách. Có thể là ngày xưa đã như thế nhưng bây giờ người chị đã rút kinh nghiệm rồi nha mọi người. Cho nên theo riêng quan điểm cá nhân mình là quán này nên thử. Chỉ mỗi cái việc là vì khách quá đông ấy, cho nên chúng ta sẽ phải chờ đợi, nhưng mà cái sự chờ đợi này đúng là nó xứng đáng thật. Xin chào tất cả mọi người, hiện nay mình đang đứng ở trên con phố Ngô Sĩ Liên. Và nhắc đến con phố Ngô Sĩ Liên này thì rất là nổi tiếng đối với cả bún chửi nha mọi người. Đây là một quán bún thịt sườn dọc mùng mà mình đã ăn từ rất là lâu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn thử và mình sẽ review chi tiết cho mọi người được biết nhé. Let's go. Bát bún đã được đưa ra rất là nhanh chóng. Trong cái phần nước dùng ở đây thì người ta sẽ có cà dứa. Đó chính là lý do vì sao nó mang đến một cái vị ngọt ở trong cái phần nước dùng. Và cái vị ngọt này nó không phải là cái vị ngọt của đường mà là cái vị ngọt của dứa. Đây mọi người có thể thấy này, tổng quan nhìn bát bún nó rất là đẹp. Bởi vì nó sẽ có phần cà chua này, phần dọc mùng này phối kết hợp với nhau, nhìn về phần màu là rất là đẹp nhé. Tiếp theo đó này, sẽ có, đây là bát bún thập cẩm, bọn mình đã gọi là 5 bát thập cẩm nhé. Có chân giò này, có sườn này, có mọc này, đấy, và có cả lưỡi. Lưỡi ở đây thì thái hình con chì, đây mọi người thấy này, và cực kỳ dày nhá, không phải kiểu mỏng lét đâu mọi người. Đấy, đầu tiên là mình sẽ thử về nước cái đã nhá, chưa nêm đến bất cứ cái gì. Thử nào, đây nước này. Ui, hương vị bao năm vẫn thế. Mình nhớ cái vị này dã man. Cứ mỗi lần ra Hà Nội là mình lại muốn đến quán này ăn, bởi vì thực tế là nó rất là ngon mọi người ơi. Thật thực tế là như vậy luôn ý. Và mình có thể là gắp những cái đồ ở trong bát của mình ra để chấm cùng với cả nước tương. Ở quê mình gọi là xì dầu ấy. Đây mọi người thấy không? Nguyên một cục thịt to như này. Bây giờ mình sẽ thử nhá. Đầu tiên là về phần nước thì nước sẽ có một cái vị đậm đà, hơi chua ngọt bởi vì nó sẽ có cà chua đấy. Và cái vị ngọt ấy thì ở đây nó sẽ là một cái vị ngọt rất là nhẹ ở trên đầu lưỡi thôi, chủ yếu nó sẽ là một cái vị đậm và vị chua. Ăn rất là cân bằng vị nha, không bị quá ngọt là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là về cái phần dọc mùng thì ở đây cái phần dọc mùng người ta tức là người ta sẽ trần qua, nhúng qua để nó vẫn có một cái độ giòn của cái dọc mùng. Khác so với bún ngan nhàn thì cái sợi bún ở đây sẽ to hơn, bún ngan nhàn sợi bún sẽ bé hơn hẳn nhá. Mình nhớ cái hương vị này quá. Thử miếng mọc nha mọi người. Mọc ở đây thì người ta sẽ vo viên như thế này, còn ở bên ngan nhàn thì người ta sẽ kiểu freestyle, tức là kiểu không theo một hình thù nào cả mọi người. Thử nhá. Phần mọc ở đây thì sẽ nhiều thịt hơn, tức là bên ngan nhàn sẽ là nhiều mọc hơn. Mọi người có thể bỏ thêm giấm nhé, giấm với tỏi đây. Nhìn trắng tinh phao phao này, nhìn rất sạch sẽ nha mọi người, để tăng thêm cái độ chua. Đó. Giảm bớt cái độ đậm đi. Bọn mình đến ăn là vào lúc 11 giờ, cho nên là khách chưa quá đông. Nhưng nếu như mà khách đến tầm buổi trưa thì mình khẳng định là quán này rất là đông nha mọi người. Và bên cạnh đó ấy, là ngày xưa thì mình đến đây chưa bao giờ bị nghe cô chửi, và mình cũng chưa nghe cô chửi nhân viên, cho nên mình cũng không có cái ấn tượng nào quá xấu, vì chắc là sẽ có những người sẽ trải nghiệm cái cảm giác đấy, nhưng mà mình thì chưa. Đấy là trải nghiệm thực tế của mình, có sao là mình nói vậy thôi mọi người ơi. Những cái mà mình không chứng kiến thì mình cũng không dám nói. Thì mình thấy rằng là đôi khi người ta bán hàng ấy, nếu như mà khách đông quá thì người ta sẽ có những cái sự bức xúc, cái đấy thì mình có thể thông cảm được. Tuy nhiên thì mình không bao giờ ủng hộ cái văn hóa bún mắng cháo chửi,
và mình không nghĩ rằng đó là một cái nét văn hóa khi mà đến Hà Nội là phải trải nghiệm. Và chắc chắn là cô ấy cũng đã lắng nghe và tiếp thu ý kiến, bởi vì cô ấy biết cái điều đấy là không đúng, cho nên cô ấy đã kiềm chế bớt đấy và bớt nóng tính hơn. Khi mà mình bước vào quán ấy thì cô ấy đã bảo ngay với cả nhân viên là mời khách vào quán đi em ơi. Đấy, tức là về cách đón tiếp của cô ấy đã thay đổi hơn rất là nhiều. Ngày xưa mình đi vào ấy là cô ấy không nói gì đâu mọi người ơi. Đấy, chắc chắn là càng ngày phải càng văn minh, phải càng phát triển nha mọi người. Bò giấm bò ăn hợp vị lắm. Ngon. Riêng cái phần thịt này, đây là một cái cục thịt to bự bự luôn nha. Cái phần thịt lợn ở đây người ta làm tốt cực kỳ luôn. Cái vị thơm, vị thịt thơm này, ngọt này, cắn vào trong lưỡi thì khá là mềm, để lại trong khoang miệng của mình là một cái vị thơm thơm bùi của thịt, mà cái vị nó rất là tươi. Thử miếng lưỡi nhá. Lưỡi đây thái hình con chìm. Lưỡi rất là giòn và tươi. Tim mình cảm thấy ưng ý vì bún ngon mọi người ơi. Ngon thật sự đấy, chứ không phải là người ta đến đây chỉ vì tò mò. Để vì tò mò là bún chửi đâu, không phải đâu. Chắc chắn phải là vì chất lượng. Chỉ có chất lượng thực sự thì mới níu chân được khách hàng nha mọi người. Ngân thấy nào em? Ngon, hợp với em. Cái vị nó như thế? Vị nó thanh thanh, nó hợp với em, kiểu nó chua chua ngon ngon. Mình ăn hết toàn bộ đây rồi mọi người ơi. Nói chung là mình rất thích cái hương vị bún này. Và cái quán này có một cái đặc điểm ấy, đó chính là quẩy. Quẩy ở đây thì rất là dày. Đấy mọi người thấy không? Đấy, đặc ruột ấy, mà nó là kiểu quẩy dẻo nhá. Cái này nó sẽ tùy cái gu từng người, nhưng mà quẩy ở đây thì khá là ráo mỡ, ăn không bị ngán đâu, ăn giống như một miếng bánh mì rán ấy. Theo riêng quan điểm cá nhân mình ấy thì bát bún này khá là đầy đặn, phù hợp đối với cả đàn ông. Đấy, đối với cả con gái thì sẽ hơi nhiều một chút xíu, và phù hợp nhất là đối với những người lao động thì mình nghĩ rằng là cái bát bún này rất là đầy đủ. Tức là nếu như các bạn đang rất là đói đến đây thì chắc là bát bún này sẽ lấp đầy được dạ dày của mọi người. Mình cảm thấy rất là thỏa mãn vì hương vị bún vẫn y nguyên như vậy, ngon mọi người ơi. Mình về phòng rồi mọi người ơi. 2 ngày thì bọn mình đã trải nghiệm 2 quán bún khác nhau, mà bọn mình không đi ăn trong 1 ngày là bởi vì nếu như mà chưa ăn bún thì chiều ăn bún thì sẽ cảm thấy chán, cho nên bọn mình đã chia ra làm 2 ngày. Ngày đầu tiên thì đã đi ăn bún Ngan Nhàn, còn ngày thứ 2 thì bọn mình đã ăn bún Dọc Mùng, thịt sườn ở Ngô Sĩ Liên. Thì đây là theo riêng quan điểm cá nhân mình thôi nhá. Mọi người có thể tham khảo, hoặc nếu như mọi người có điều kiện thì các bạn có thể ra Hà Nội và tự trải nghiệm nhá. Nhưng mà theo riêng quan điểm cá nhân mình thì cả 2 cái quán bún này mình đều thấy ngon. Tất nhiên nó sẽ là tùy cái hương vị của mỗi người. Nếu như mọi người thích ăn một bát bún rất là đầy, kiểu cái khối lượng rất là nhiều ấy, thì mọi người có thể ăn bún sườn ở Ngô Sĩ Liên. Mỗi cái loại bún nó sẽ có cái hương vị khác nhau. Nếu như mọi người thích ăn cái vị đậm đà và có một chút vị chua thì có thể lựa chọn bún sườn Ngô Sĩ Liên. Còn nếu như mọi người thích ăn cái kiểu rất là thanh đạm, kiểu nhẹ nhàng ấy, thì mọi người có thể thử bún Ngan Nhàn nhé. Và đặc điểm ở bún Ngan Nhàn ấy thì sẽ có cái món sen nhãn nước dừa, theo riêng quan điểm cá nhân mình là rất đáng thử ấy. Còn bún sườn ở Ngô Sĩ Liên ấy, team mình có 5 người đi ăn thì cả 5 người đều bị kiểu hơi ngứa ngứa ở cổ họng mọi người ơi. Mình không biết được rằng là do cái nguyên liệu của ngày hôm đó hay là như thế nào, nhưng mà cả 5 người trong team mình thì đều có cái tình trạng hơi châm chích và hơi ngứa ở sâu trong cái phần cổ họng sau khi ăn bún sườn xong. Nhưng mà cái cảm giác này thì nó cũng chỉ duy trì trong khoảng tầm 15 phút thôi. Đến bây giờ khi mà mình về đến phòng thì đã hết rồi nha mọi người. Thì mọi người có thể lưu ý nhá. Mình nghĩ rằng ngày xưa thì chắc là sẽ có cái tình trạng chửi khách hoặc là chửi nhân viên, nhưng mà gần đây cả 2 quán ấy thì đều đã cải thiện hơn rất là nhiều, văn minh hơn rất là nhiều nha mọi người. Và chắc chắn ấy là cả 2 cô chủ ở quán bún đấy đều biết rằng cái việc chửi khách hay là chửi nhân viên là những cái điều mà không đúng, cho nên đã tìm cách khắc phục và cải thiện, kiềm chế tốt hơn. Thì mình nghĩ rằng đó là một cái điều rất là tích cực. Và mình nghĩ rằng cái đặc trưng bún mắng cháo chửi ấy không bao giờ nên tồn tại, bởi vì xã hội văn minh này ngày càng phát triển và dịch vụ càng phải được nâng cao nha mọi người. Dù món ăn ấy có ngon đến đâu mà đối đãi với khách hàng, đối xử với khách hàng không tốt ấy, thì chắc chắn là khách hàng cũng sẽ không quay trở lại. Và đó là tất cả ý kiến của mình, và mình cảm thấy rất là vui vì đã được trải nghiệm lại bún chửi Ngô Sĩ Liên, cũng như là được ăn một món ăn rất là ngon, đó chính là bún Ngan Nhàn. Nếu như có điều kiện thì mọi người có thể thử nhá. Và nếu như mọi người có trải nghiệm khác mình thì có thể bình luận ở ngay bên dưới cho mình được biết nha. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này đừng quên để lại cho mình một lượt like, subscribe, đừng quên nhấn nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Và chắc chắn là mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.